Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay. Đây là vườn cây của anh Đoan, địa chỉ là thành phố Quy Nhơn. Thì hôm nay anh cũng chia sẻ gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em số tác phẩm cây tại vườn nhà. Rồi, sau đây Thành Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông và chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thành Phú xin mời quý vị. Chào anh. Rồi, xin chào Thành Phú. Chào tất cả các anh chị em chơi bên sai trên toàn quốc. Hôm nay là một ngày mới, nhà vườn Đoan cũng xin giao lưu đến với anh chị em những tác phẩm của Bình Định. Trong video clip này, nhà vườn Đoan xin giới thiệu những tác phẩm Hải Châu, Nguyệt Quế, Khế và một số tác phẩm khác. Kính mong anh chị em bỏ cái thời gian để theo dõi video và giao lưu cùng nhà vườn. Rồi để khỏi là mất thời gian của anh chị em, nhà vườn xin vô cái tác phẩm thứ nhất là cây Hải Châu. Cây Hải Châu này có lục cây đã được nhiều năm, tàn tay là nuôi chủng. Một tác phẩm Hải Châu. Cây được nhà vườn mới cắt tỉa lại và đang cho đọt non đầy cây. Cốt đẹp. Cốt Hải Châu mà giờ tìm mấy cốt mà lớn lớn dài mà láng liền lạc là khó lắm. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây Hải Châu số 1. Cây có chiều cao là 35, cao 35, tán ngang là 50, tán 50. Cái vành eo tại đây các bạn, vành eo là 26, 26. Vành rễ đây là mình đo phỏng này, 40, 40. Nằm trong chiếc chậu hình chữ nhật là 35 nhân cho 30 cũng bị. Mình xin quay một vòng để chị em tham khảo rồi mình sẽ báo giá. Rồi mình xin báo giá tác phẩm Hải Châu thứ nhất. Giao lưu với anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc với cái giá là 4,5 triệu giao lưu tại vườn. 4,5 triệu. Mình xin báo cái địa chỉ của nhà vườn Đoan ở thành phố Quy Nhơn. Điện thoại là 0905 955 64, cũng là số Zalo. Rồi tiếp theo nhà vườn Đoan xin giới thiệu đến anh chị em cho bonsai trên toàn quốc một cây bạch chỉ. Bạch chỉ. Cây này là được khai thác ở miền rừng núi Bình Định. Cây cũng được nhà vườn nuôi nhiều năm, cây đạt đủ. Cây này xin thông báo với anh chị em cho anh chị em biết là cây này là nó ra cái hoa màu vàng và có trái màu vàng, hoa trái rất là thơm. Cây có dáng đứng chân dài. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây bạch chỉ.
Khai thác chiều cao là 74. Cao 74. Tán ngang là 60. Tán 60. Vành đeo của một thân nha các bạn. Đâu vành đeo của một thân tại đây. Là 24. 24. Vành đeo của hai thân. Là 42. 42. Vành chân rỡ là 60. 60. 500 chiếc chậu tròn có đường kính là 40 phụ bì. Đây đây có thế hay. Chân dài. Chân dài mà lách như thế. Rồi sau đây nhà vườn xin báo cái giá giao lưu đến với anh chị em cho bonsai. Tác phẩm bạch chỉ có giá là 2,5 triệu giao lưu tại vườn. 2,5 triệu. Nhà vườn đoan sau khi giao lưu tất cả các tác phẩm bonsai có trách nhiệm là đóng kiện và gửi đến tận nhà cho các bạn. Tiếp theo đây, nhà vườn đông xin giới thiệu một tác phẩm thứ ba là cây nghiệp quế. Cây này cũng được nhà vườn nuôi trồng nhiều năm, mới vừa xuống lá và giờ đang cho lá non nè. Đây là tàn tay là bể chủng rồi nha các bạn. Giờ các bạn chơi đồ một thời gian sau là các bạn xẻ dây ra rồi các bạn cắt gặp. Cốt đẹp. Cốt lung lung. Lách quái nha nha. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cái cây nghiệp quế. Cây nó chiều cao là 50. Cao 50. Tán ngang là 55. Tán 55. Và đeo có một thân này các bạn. Vành đeo của một thân tại đây là 24. 24. Vành đeo của hai thân là 35. 35. Vành đeo vành củ rễ nha chứ không phải là quà hết cái vành chân đế đâu nha. Vành đeo vành củ rễ là 43. 43. Còn chân đế là gần như ăn hết cái chậu này rồi á. Nằm trong cái chậu là 42 củ bì. Mình xin quay một vòng mình báo cái giá giao lưu với anh chị. Rồi mình xin giao lưu tác phẩm nghiệp quế đến với anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc với giá là 4,5 triệu giao lưu tại vườn. Mình xin nhắc lại số điện thoại của nhà vườn đoan là 0905 955 644 ở thành phố Quy Nhơn. Rồi tiếp theo nhà vườn đoan xin giới thiệu tác phẩm thứ tư là tác phẩm Hải Châu. Cây có một bệ hai thân. Cây cũng được nhà vườn nuôi nhiều lâu rồi nha các bạn. Tốt đẹp hàng mini. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây Hải Châu thứ tư. Cây có chiều cao là 28. Cao 28. Tàng bay là 40. Tàng 40. Vành đeo của hai thân là 36. Luôn ra tới cái rễ đây này các bạn. Đây nó chạy ra cái rễ qua đây luôn là 47. 47. 500 chiếc chậu xoài là 40. 524 của mình.
Rồi mình xin giao lưu đến anh chị em chơi bonsai. Tác phẩm thứ tư cây Hải Châu có giá là 1,5 triệu. Mình xin thông báo các bạn là cái chậu này bị bể cái miệng vô đây nha. Bể tại vô đây. Các bạn nào mà sở hữu cây đây giờ là sang lại cái chậu khác không rồi để về nuôi cũng được chứ không quan trọng. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu đến anh chị em cho bonsai một tác phẩm Hải Châu nữa. Cây này có dáng trực lắc nha các bạn. Dưới này một bể, cái đây là lúa nè. Đó, lên đây là nó chia ra hai thân. Ở đây là cục lúa nha các bạn. Đây đây cũng đang thời kỳ cho hoa nè, chuẩn bị cho trái nè. Rồi mình xin đo cái thông số của cái cây Hải Châu thứ năm. Đây có chiều cao là 65. Chiều 65. Tán ngang là 50. Tán 50. Quanh eo là 14. 14. Cái quanh luôn cho cái cục lỗ đây là 40. 40. Trong cái chậu vuông là 28. 28 vuông. Rồi mình xin báo giá giao lưu đến anh chị em cho bên sai với cái giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu giao lưu tại vườn. Các bạn nào yêu thích tác phẩm của nhà vườn đôn xin liên hệ qua số điện thoại có tên có ghi trên màn hình. Rồi tiếp theo đây nhà vườn đôn xin giới thiệu tác phẩm là thứ sáu là cây Hải Châu. Cây này có hai thân bi các bạn, một bệ hai thân bi, cây mini đỡ bằng. Các bạn nào mà sở thích yêu thích những cây như thế này vừa để trên cái quầy ba này, trên những cái kệ sách đồ rất là đẹp, trang trí trong phòng phòng khách nè. Rồi sau đây nhà vườn xin đo là đây có chiều cao là 24. Cao 24. Tán ngang là 35. Tán 35. Mình đo một thân nha các bạn. Một thân của nó là 14. 14. Bởi hai thân này. Hai thân của nó là 24. 24. Nằm trong chiếc chậu bát giác là 21 phú bì. Cây này mà nó vô cái mùa trái mà nó đổ cây bông mà thôi nó đẹp, đổ cây trái thôi đẹp cái gì. Rồi mình xin giao lưu cái tác phẩm thứ sáu là 2,5 triệu là tác phẩm Hải Châu. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giao lưu với anh chị em một tác phẩm thứ bảy cũng là cây Hải Châu. Cây này có một bệ có cái tử đây nha bạn, cái tử rất hay khéo nè. Cây mẹ đây vẫn vẫn đẹp nè, cốt đẹp, nét lớn dễ, rất là dễ thương. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây Hải Châu số 7. Cây có chiều cao là 50. Cao 50. Tán ngang là 45. Tán 45. Vành eo một thân tại đây là 13. 13.
quanh bữa đó là 39. 39. À, mình xin báo với anh chị em cho bonsai là cái đây là cái cục lúa của nó nè. Đây. À, đấm này nó bị lúa nè. Nhưng mà cây này rất là đẹp nha các bạn. Tính được từ những cái lúa đó nó mới đẹp đó. Rồi mình xin báo cái giá Zalo đến với anh chị em cho bonsai trên toàn quốc. Tác phẩm thứ bảy có giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Zalo tại vườn. À, Mỹ của nhà vườn Đoan là ở thành phố Quy Nhơn. Tiếp theo nhà vườn Đoan xin giới thiệu cái tác phẩm Khế Gân. Tác phẩm Khế Gân này là được nhà vườn cũng nuôi nhiều năm các bạn, nuôi mà cái tay mà cái chi của nó mà lớn tới vậy là cũng lâu lắm rồi. À, cây này nó thật ra là đang nuôi thêm tại vì nó chưa hoàn thiện lắm. Rồi mình xin ra cái thông số của cây Khế Gân. Nó có chiều cao là 55. Cao 55. Tán ngang hết của cây là 55. 55. Bình thân tại đây là 30. 30. Quanh đó là 46. 46. Nằm trong chiếc chậu là 35 củ bì. À, cây này anh chị em nào mà thích giao lưu thì về nuôi thêm. Khoảng 1 năm nữa là cây này nó hoàn thiện. Rồi mình xin báo cái giá giao lưu đến anh chị em cho bonsai. Với cái giá là 2 triệu cho tác phẩm Khế Gân. 2 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn xin giới thiệu tác phẩm thứ 9 là một cây Hải Châu. Cây này có bởi đó lục lực nha các bạn. Tình cảnh là hình như hình thú vậy. Rồi mình xin đo cái thông số của cây Hải Châu. Cây có chiều cao là 40. Cao 40. Mình đo một cái hoành thân bên này thôi nha các bạn. Là 20. 20. Hoành của hai thân. Là 40. 40. Tàn bay là 60. Tàn 60. Hết cái hoành đế. Hết hoành đế này mình đo phẳng phẳng thôi chứ mình cũng đo chính xác đâu. Hết cầu hoành đế ở đây là 64. 64. Nằm trong chiếc chậu xoài là 42 nhân 32. Rồi mình xin báo giá giao lưu. À, tác phẩm thứ 9 là cây Hải Châu đến với anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc với cái giá là 7 triệu giao lưu tại vườn. 7 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn Đoan xin giới thiệu một tác phẩm là cây Ngâu. Cây này lùng lực chừng đó xù nha các bạn. Nó được tóc cái cục này là xù này. Cây này nó thật ra là rất là quý hiếm. À, ngâu mà bình thường là nó dễ chứ cái ngâu xù là khó tìm lắm á. Ta có bờ đó cũng đây bờ đó các bạn thấy không, bờ mà mình ôm lại phải ba găng tay vậy nha, chân đó rất là bài bản. À, cây đây tôi đổ nhiều tiền và Phú quay cho kỹ chút xíu cho anh em chim ngưỡng nụ đẹp không? Đây nè, to cỡ mà hai tay ôm bông hết các bạn có thấy không, đang xù nữa. Cây là càng ngày nó càng nở ra nha.
Rồi mình xin ra cái thông số của cái cây ngâu. Cây có chiều cao là 65. Cao 65. Tán ngang là 70. Tán 70. Mình đang cái hoành eo tại đây nha các bạn. Hoành eo tại đây này là 32. 32. Hoành eo tại đây. Hết cái con sâu này là 59. 59. Hết cái hoành chân rễ. Hết cái hoành chân rễ nó là 104. 1m04. Nằm trên chiếc chậu hình chữ nhật là 57, tăng cho 41 cuối. Ở đây nuôi mình liền lạc nuôi mà hoàn thiện cây này đẹp lắm. Rồi sau đây nhà vườn xin báo lại cái giá giao lưu đến với anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc, cây ngâu sù với cái giá là 22 triệu giao lưu tại vườn. 22 triệu. Anh chị em nào yêu thích những cái tác phẩm của nhà vườn đó xin nhắc máy lên điện thoại qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Địa chỉ của nhà vườn đó là ở 23 xin lỗi, địa chỉ của nhà vườn đoan là ở thành phố Quy Nhơn. Để kết thúc cái clip ngày hôm nay, nhà vườn đoan cũng xin trân trọng kính chúc quý anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin tạm biệt anh chị em, xin tạm biệt Thành Phú. Rồi chào anh. Rồi thời lượng chương trình báo giá của nhà vườn đoan Thành Phú xin phép cũng dừng lại cuốn video, và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm qua chuông có chữ tất cả xem những video mới. Rồi Thành Phú xin chào quý vị.